Mến chào cả nhà. Hôm nay chúng ta cùng đi xem dự án mở rộng đường Vành đai 2, đoạn ngang nút giao Phú Hữu nha. Trước mặt ta đây là đường Võ Chí Công, thuộc tuyến đường Vành đai 2 của thành phố, đang được mở rộng thêm 4 làn xe, mỗi bên 2 làn. Trước mắt ta đây là 2 làn xe mới vừa được hoàn thành dưới đường cao tốc Long Thành Dầu Dây. Tuy đã hoàn thành nhưng vẫn chưa cho xe lưu thông. Như ta đã biết, nút giao Phú Hữu là nơi có lượng xe lưu thông rất lớn, nên việc mở rộng đường Võ Chí Công, đoạn ngang nút giao này là rất cần thiết. Bên phải tại đây là lối vào cao tốc với lượng xe khá lớn, nên việc mở rộng đoạn này đáng lý ra phải được làm từ lâu. Trước mắt ta là đoạn mở rộng thứ hai. Đoạn này thì đã cho xe lưu thông vì hai làn ở giữa đang được làm lại mặt đường. Ta thấy đối diện bên kia cũng đang được mở rộng thêm 2 làn xe. Vành đai 2 thành phố, cứ mỗi tháng chậm trễ sẽ phát sinh 14,2 tỷ đồng tiền lãi. Từ năm 2020 đến nay, công trình ngưng trệ vì nhà đầu tư đợi Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét duyệt thủ tục điều chỉnh, trình Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xem xét. Khoảng 7 năm trước, dự án đoạn 3 đường Vành đai 2 dài 2,7 km được thành phố ký hợp đồng triển khai theo hình thức BT và bắt đầu thi công vào cuối năm 2017. Dự án có tổng mức đầu tư 2.765 tỷ đồng, bao gồm giải phóng mặt bằng và xây lắp. Năm 2019, sau khi có kết luận của Kiểm toán Nhà nước, dự án đoạn 3 Vành đai 2 triển khai một số thủ tục pháp lý để điều chỉnh về tổng mức đầu tư, cập nhật số liệu tài chính, thời gian thực hiện hợp đồng. Từ tháng 3 năm 2020, nhà đầu tư đã hoàn thiện công tác điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư và trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố thẩm định và phê duyệt điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi dự án. Cũng trong năm 2020, nhà đầu tư đã tạm dừng thi công khi dự án đạt khối lượng 43,7%. Về lý do tạm dừng, phía công ty cổ phần Văn Phú Bắc Ái, doanh nghiệp dự án nói do nhiều nguyên nhân. Trong đó, chờ cơ quan chức năng thực hiện các thủ tục điều chỉnh tổng mức đầu tư, điều chỉnh thời gian thực hiện, ký phụ lục hợp đồng BT, thanh toán quỹ đất. Theo nhà đầu tư, hiện nay, việc điều chỉnh dự án vẫn chưa xong nên chưa thể ký phụ lục hợp đồng BT làm cơ sở để nhà đầu tư tiếp tục triển khai thi công. Ông Trần Đức Thắng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Văn Phú Bắc Ái, cho hay hơn 6 năm qua, kể từ khi ký kết hợp đồng, nhà đầu tư đã tập trung toàn lực thực hiện dự án, phối hợp thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng, huy động vốn, thi công công trình. Đến nay, giá trị giải ngân đạt 1.474 tỷ đồng, chưa bao gồm lãi vay. Việc gỡ vướng mắc quá lâu dẫn đến dự án phát sinh lãi vay rất lớn và theo hợp đồng, thành phố phải chịu chi phí này.
Theo tính toán của nhà đầu tư, lãi vay đến thời điểm này là 725,2 tỷ đồng, trung bình 14,2 tỷ đồng trên tháng. Nếu tình trạng này kéo dài, doanh nghiệp không thể trả nợ hoặc cơ cấu lại các khoản vay, khả năng doanh nghiệp dự án phải dừng hoạt động là nguy cơ rất cao. Ông Thắng cho hay, ông Hà Ngọc Trường, Phó Chủ tịch Hội Cầu đường Cảng thành phố Hồ Chí Minh, nói đường vành đai hai thành phố. Hồ Chí Minh là trục đường huyết mạch mang tính chiến lược thúc đẩy sự phát triển kinh tế, góp phần phân luồng hạn chế xe vào nội thành. Việc đẩy nhanh tiến độ thi công, đầu tư khép kín các đoạn còn lại là hết sức cần thiết. Do đó, các sở ngành thành phố cần khẩn trương xử lý vướng mắc, tránh chậm trễ làm dự án đình trệ kéo dài, vừa ảnh hưởng kinh tế, xã hội vừa ảnh hưởng môi trường đầu tư. Còn theo tiến sĩ Võ Kim Cương, nguyên phó kiến trúc sư trưởng thành phố Hồ Chí Minh, một dự án đang đình trệ mà thủ tục điều chỉnh kéo dài 3 năm là việc rất vô lý. Cho nên, cần phải xác định rõ nguyên nhân và rà soát lại xem cơ quan nào phải chịu trách nhiệm về sự chậm trễ này. Nghị quyết 98 sẽ tháo gỡ vướng mắc cho nhiều dự án giao thông, đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh triển khai theo hợp đồng BT trước thời điểm luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư. PPP có hiệu lực đang vướng mắc về quy trình thanh toán quỹ đất là tài sản công. Nay theo các cơ chế mà Nghị quyết 98 vừa được Quốc hội thông qua, thành phố Hồ Chí Minh sẽ có đủ thẩm quyền để quyết định việc giao đất, đẩy nhanh tiến độ các dự án đang vướng mắc trong thời gian qua. Cùng vành đai 2, nhiều dự án khác cũng chờ khơi thông. Theo Sở Giao thông Vận tải thành phố, Nghị quyết 98 sẽ giúp cho thành phố tháo gỡ một số dự án BT ký hợp đồng trước ngày luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, PPP có hiệu lực. Chẳng hạn như dự án đoạn 3 đường vành đai 2 từ Phạm Văn Đồng, quốc lộ 1, thành phố Thủ Đức. Đối với các dự án mới, thành phố Hồ Chí Minh đang lập đề xuất một số dự án BT thanh toán bằng tiền, trả chậm, BOT trên trục đường chính đô thị, đường trên cao như mở rộng quốc lộ 22, cầu đường Bình Tiên, quốc lộ 13. Thành phố sẽ chủ động cân đối vốn để quyết định chủ trương đầu tư một số dự án chiến lược như cầu Thủ Thiêm 4, vành đai 2, vành đai 4, cầu Cần Giờ, cầu đường Nguyễn Khoái trong thời gian tới đây.